Xin kính chào tất cả bà con chăn nuôi. Tôi là Đô Văn Hùng. Hôm nay tôi sẽ pha thử cái độ tan của bung lông bật cựa 009S+. Loại này là loại đặc biệt nhé. Loại này thì ngoài lông mã đẹp, màu to thì nó còn bổ sung thêm chất để cho tía chân. Đặc biệt là sản phẩm chứa tinh chất nhân sâm sẽ giúp cho gà là hạn chế cái tình trạng là cắn mổ và đánh nhau nhé. Bây giờ là cái tỷ lệ pha của nó là 1g trên 2 đến 4 lít nước. Đấy, nhưng mà cái cốc này là có 100ml thôi. Thì mình sẽ pha 1g vào đây xem độ tan của nó như thế nào nhé. Đấy, mở gói thuốc này ra là đã có mùi nhân sâm rất là thơm mát nhé. Một cái thìa này là vào 1g này. Thìa đầy này phải hơn 1g. Thì mình sẽ pha vào 100ml nước để xem độ tan của nó như thế nào nhé. Khoáng đều lên. Bung lông mà bật cựa 009S+ pha với tỷ lệ là gấp 20 lần nó vẫn tan hoàn toàn nha bà con.